Kính thưa quý vị, đạo thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt. Để phụng sự và tôn vinh tín ngưỡng này, có một dòng nghệ thuật hát dân gian rất đặc sắc. Hát chầu văn trong hầu bóng, mang đậm màu sắc diễn sướng tâm linh, thật rộn ràng, huyền ảo và cũng rất thanh cao. Nó giúp cho con người thoát đi những trần tục để hướng tới cái tâm, cái thiện ở đời. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu thúc đẩy kinh tế phát triển. Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ rõ, văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh con người Việt Nam, làm rạng rỡ vẻ vang lịch sử của dân tộc, có ý nghĩa to lớn cho sự phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc anh em, có một nền văn hóa đa dạng và phong phú, trong đó có văn hóa dân gian cổ truyền của dân tộc. Một trong những loại hình văn hóa rất đặc sắc đó là diễn sướng chầu văn trong tín ngưỡng thờ mẫu, được bắt nguồn từ đồng bằng Bắc Bộ của Việt Nam, đã từ lâu đi vào tiềm thức tâm linh của người Việt, được gắn liền với tục thờ Tam Tứ Phủ, đứng đầu là Thánh Mẫu Liễu Hạnh, được thờ chính ở Phủ Dày Nam Định, coi là vị thần chủ trong tín ngưỡng này, đạt tới đỉnh cao lòng nhân ái vị tha, xứng đáng với bốn chữ công dung ngôn hạnh, được suy tôn là một trong những vị thánh bất tử của Việt Nam. Gắn liền với tục thờ Tam Tứ Phủ, thờ các vị thánh là anh hùng dân tộc đã có công bảo vệ và xây dựng đất nước, được nhân dân ta tôn thờ, lập đền to phủ lớn với ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, phù hợp với đạo lý của người Việt Nam. Một trong các vị thánh trong tín ngưỡng này có một vị thánh được nhân dân ta suy tôn là Đức Thánh Hoàng Mười. Với sự ngưỡng mộ tâm đức và công lao của người và đáp lại tâm nguyện của bách gia trăm họ, để có thêm đền phủ thờ quan Hoàng Mười để cùng nhau hoàng dương tín ngưỡng thờ mẫu. Chính vì vậy, duyên lành hội tụ, âm dương gia hòa, chọn ngày đại cát, đền tiên hương chính thức được khởi công xây dựng vào ngày 19 tháng 4 năm Ất Mùi. Đền được tọa lạc tại xóm 13, thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, cách trung tâm Hà Nội 18 km theo quốc lộ số 5 hướng Hà Nội Hải Phòng. Và chỉ sau hơn một tháng, ngày 1 tháng 6 năm Ất Mùi, đền tiên hương làm lễ thượng lương. Ngày 11 tháng 9 Ất Mùi, lễ hô thần nhập tượng và khai quang an vị và lễ khánh thành được tổ chức vào đúng ngày tiệc của quan Hoàng Mười là ngày 10 tháng 10 năm Ất Mùi. Dưới sự chứng minh của các chư tôn hiền đức, pháp sư, đạo tràng, quý đồng đền, thanh đồng đạo quan, quý đại biểu các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương, hàng trăm Phật tử thập phương đã hội tụ về đông đủ để dâng hương lễ Phật Thánh và chúc mừng đền tiên hương ngày lễ khánh thành và cùng nhau cầu nguyện cho đạo pháp trường tồn, quốc đảo dân cầu, cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, phong điều vũ thuận, nhà nhà khang thái, chúng dân lợi lạc. Thay mặt nhà đền xin tri ân công đức chư vị tăng ni, quý đồng đền Bắc Trung Nam, các thanh đồng đạo quan, quý đại biểu và Phật tử thập phương và nhân dân địa phương, và xin tri ân công đức vô lượng của Mộc Ân Thanh Đồng Phạm Thị Thịnh, thành phố Hồ Chí Minh, đã phát nguyện Bồ Đề công đức tâm tài trí lực, dốc lòng tâm nguyện cùng các nghệ nhân Nam Định, Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Cần Thơ, đã dành tâm huyết không quản khó khăn, hội tụ tinh hoa văn hóa cả ba miền để xây dựng ngôi đền tiên hương này đã được hoàn thành viên mãn, xứng đáng với công lao của Đức Thánh Minh. Thay mặt nhà đền đồng đền Nguyễn Văn Được, xin nguyện cầu chư Phật Thánh và Đức Hoàng Mười Khuông phù cho quý vị, quý bản mệnh được khang cường, bình an, gia đạo hưng long, thịnh tài thăng tiến trong suốt thời gian xây dựng cũng như các buổi lễ. Nhà đền có gì sơ suất, mong quý vị hoan hỷ. Nam mô Hoan Hỷ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Đã bấy lâu, rồi làm đời mà tăng lầy ấy.
phục hàng đời bạn 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 hôm nay con mới được gặp gặp đức hoàng ngài tá lâm điều đau để mà thành thank you.
mà lòng ta đào điên mà cháu chờ hoàng xóa cho ta thạch mạch lâu hoàng xóa cho ta thạch mạch lâu ai thủy chung chưa trước đức độ mà trước đó ai thủy chung thời đời đức độ hoàng đô cho độ có của cải ông cùng để ra ngã chữ mặt bằng cùng cùng thần thờ canh cây cùng cùng thần thờ
linh mà nghĩa thân thế. Tòng tộc tông lao kiên mà cả nước thì ghế ông đây vần vật chết lòng tài mà ghế hòa ấy chết lòng tài. Thank you.
phương xào chấn ngũ phương, cho ngô chấn khí, ác quỷ chơ tàn, tạo điện thanh đầm, tạo ốc hành lạc đất đắc bình an, tạo chỗ văn lâm nhà, hưng yên quốc thái thịnh vượng, nhân dân giai thủ mạng. Nhân nhân linh chỉ đại thơ phù kiếm bả mâm nội đồng trì tốc soát tả tinh nguyên mùa phúc lên dài đông thường sáng ớt mộc mộc ân thanh đồng kiếm ngũ phúc thành lạc nhà nhà đắc bình an, vân lâm kháng cự, yên thịnh vượng, Việt Nam quốc thái dân an, nhân giai thủ bản. Công ương mộc kỳ thọ, mộc ân thanh đồng kim ngũ phúc, hướng tự đắc bình an, thanh đồng nhà nhà kháng thái, vân vân thịnh cường quốc thái dân an sống lâu trường thọ. Hoàng gia đàn chấn xin hạ hồi các tang hiền hài lễ bà Thank you.
bên kiếp sau. Thank you.
lập phép gì, thương thiên pháp dần dần tôn người mọi vẻ thanh tân. Chỉ sống 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 chỉ chân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Yeah.
vượt vượt huyền trăm 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 mi trăm trăm bồng bồng huệ buồn ơi thú trời hòa thú trời hòa nên phải biết bùi hòa đào hoa lan hoa sen hoa huệ hoa ôi cha riêng chỉ có hoa mai là để nhất nhất lương càng cồn lang quang đi trong trong tay cầm mưa để lạnh lạnh xưa nay quyền anh quang quang phát trước trước đây